Con chào ông bà cô chú đi. Con chào ông bà cô chú nha. Hôm nay thì hai mẹ con sẽ đi chợ, đi chợ Việt để mua đồ ăn. Nhà hết đồ ăn rồi ông bà cô chú ơi. Đây là lần đầu tiên em đi chợ cùng mẹ ha con ha. Hello. Hello. Trời ơi cái miệng con. Cái gì dính nha. Dính trên miệng hả con. Cha. Đi nha. Rồi, đồ chơi của con đấy. Cầm con đi chơi nhá. Nhìn này, ai đó? Ai đó, Kaya hả? Kaya hả? Let's go. Đi nha. Yeah. Con nhìn trong cái gương này này thì con sẽ ngồi được lâu hơn. Đó. Tự nhìn bản thân trong gương nha. Ok, đi nha. Mẹ đeo cái này sẵn trên người luôn này. Để tí nữa điệu em bỏ vào trong này luôn. Mang sẵn ở nhà luôn cho nó tiện. Khỏi phải cồng kềnh ở chợ rồi bỏ ra bỏ vô không bà cô chú. Em ơi, chúng ta cùng đi nha. Ngồi sau thấy thương không? Em ơi, em ngồi im re về á hả? Ừ, em ngồi im re ngoan hè, ta đi chơi nha. Lâu lâu nói chuyện với nó ông bà cô chú. Em ơi. Ôi, con không chơi nữa hả? Con chơi hả? Mày bỏ vào đây nhé. Bà cô chú ơi, hai mẹ con đến nơi rồi. Rồi em ngáp ngủ rồi. Đi nhanh nhanh con về ngủ nào. Nè. Mình bỏ tay. Mình cùng đi vào chơi nhé. Yeah. Let's go. Wow, đến chợ rồi. Mình cùng đến chợ rồi. Đó, giờ mình mua gì đây? Mua gì đây con? Hả? Mua đâu? Hai đâu? Rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta đi chợ cùng nhau phải không con gái? Trời ơi, con thấy lạ quá đó hả? Thấy lạ đây con xem nữa hả? Mình mua gì đây? Mua gì đây ta? Mua rau răm, đúng rồi. Mua rau răm. Mình mua rau răm để làm gì ta? Mẹ cũng không biết làm gì cả. Mẹ cứ mua đài cái đã ha. Nhiều thứ quá hả con? Nhiều thứ choáng ngợp quá đi thôi. Rồi không biết ăn gì đây. À, mua bí đao hả? Bí đao hay là bầu? Canh bầu hay là canh bí? Canh bí nhá. Này, bị này. Cái này ha. Mua gừng. Hai đồng. Mua một vỉ gừng. Mà sao gừng nhiều thế nhở? Sao người ta không bán cái nhỏ? Nhiều quá sao ăn hết ta? Gừng.
gừng để nấu canh, canh gì ta, canh cải nhỉ, một canh cải đúng rồi, một canh cải xong bỏ gừng vào ăn trời nay ngon lắm, nấu với tôm hoặc là thịt nhá con nhá. Đây, cải này cải ngọt hả? Không, cải xanh ăn mới ngon con ạ. Cải xanh này, đó. Cải bè xanh này, nấu canh ăn ngon lắm. Mình cho vào đây. Lớn nhánh rồi, đi chờ giúp mẹ nhá. Mai một mẹ ra rồi mẹ không đi chờ được con nữa, đi chờ giúp mẹ nhá. Nhá. Mình mua này nấu, về nấu canh chua nhá. Ok. Ok. Yeah. Con chán đi chơi với mẹ lắm rồi. Sao cái mặt con nhìn chán đời vậy con? Rau gì nữa? Cười đi. Lạ quá. Lạ quá hả các? Rau khoai lang về mình sẽ luộc và mình ăn nhé. Nãy giờ mình mua rau không à, bây giờ mình phải mua thịt hoặc mua cá gì chứ để cho có chất. Ok, mua trái cây nữa con ạ. Mình cần phải mua trái cây nữa. Trái cây gì ngon đây nhỉ? Có trái cây gì ngon không ta ơi? Mùa này cũng không có nhiều trái cây ngon lắm con ạ. Thôi, ở nhà vẫn còn một trái bưởi, mình ăn hết bưởi rồi. Mai một mình lại mua trái cây khác nữa. À, đúng rồi. Mà thôi, bơ ở đây nhìn không ngon nhỉ. Mình mua bơ ở nơi khác nhé. Giờ mình đi qua. À, đúng rồi, mẹ sẽ mua chuối. Mẹ sẽ mua chuối. Một nải chuối nhỏ. Này, chuối này. Chuối con này. Hải sản có tôm, cua. Rồi sò, heo, ốc, hến quá trời luôn. Mà bây giờ chẳng biết ăn gì hết hả? Hải sản chẳng biết, hôm nay chẳng biết ăn gì hết. Không có thèm gì hết. Phải thèm mua về mới ăn chứ còn không thèm mà mua về không ăn rồi này. Mua về nấu ra về để vậy. Ở nhà có cá rồi. Con cá chim. Nó canh chua. Nên là mình mua thịt. Thịt chưa có. Ok. Thì mình sẽ mua thịt nha. Nó thấy lạ quá ông bà cô chú ạ. Cái gì cũng lạ ha con ha. Cái gì cũng lạ hết. Đi chợ là suy nghĩ là nát cả đầu luôn á ông bà cô chú ạ. Bây giờ mình mua gì con? Hãy gợi ý cho mẹ đi. Em yêu ơi. Em yêu ơi. À, ở nhà mình hết ớt cay rồi con ạ. Mình sẽ mua ớt cay. Ớt cay đâu rồi? Đây rồi. Cơm chảy hành pep hả? Đây có nhiều cái món nó lạ lạ ghê ta. Người ta làm ở trong một cái hộp với ông bà cô chú. Giống như là ở đây này, xôi gấc này là người ta làm sẵn ở vì microwave nữa thôi. Xôi lá dứa. Mình thử xôi lá dứa này được không? Chắc ngon đó hả? Thôi, cũng biết ngon hay không.
tự mua về làm hơn ha. Bánh cam này người ta làm sẵn hết, bánh chuối rồi tùm lum có hết, chỉ việc về là hâm lại thôi. Mà mình không biết là có ngon hay không á. À, cái coi này. Rồi cái ốc bươu này ngon này ông bà cô chú. Mẹ mua ăn hòa luôn á. Để coi. Dạ cháu được 4 tháng rưỡi ạ. Dạ. Dạ. Chào ông đi. Chào ông. Chào ông. Nó nhìn. Ông nói con mặt lăn dễ sợ hả? À, con mặt lăn dễ sợ hả? Rồi mua cái này nha. Mua ốc này về nha. Về múc ban nha. Mua 3 hộp ốc nha. Anh lấy cho em một cái bánh mì thịt nướng. Cái lớn hay cái nhỏ? Cái nhỏ thôi ạ. Bữa nay có bánh khọt mà. Dạ không. Dạ không, vậy thôi. À, lấy cho em một cái bánh mì này luôn. Cái lớn hay cái nhỏ? Cái nhỏ. Lại đợt này nhé. Còn ngủ rồi ông bà cô chú ơi, bây giờ mẹ sẽ mua đồ uống rồi đi về là cho em ngủ luôn. Ok, let's see. Còn người ta có cái gì đây? Cái này anh ơi cho em một chè thập cẩm với lại là một bánh tráng cuốn. Dạ. Riêng ra. Với lại bánh tráng cuốn thì cho nhiều cay. Dạ. Cay từ 1 tới 5. Dạ 5 luôn ạ. 5 luôn. Dạ. Bánh tráng cuốn có tráng ơi. 8 đồng một xíu. Buồn ngủ rồi. Ồ. Mẹ cho con ngủ ha. Về mẹ cho con ngủ nhé. Nha 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 nha. Rồi, mẹ đi chợ xong rồi. Bây giờ thì hai mẹ con sẽ đi về và mẹ sẽ cho em ăn để em đi ngủ nha bà cô chú. Em buồn ngủ lắm rồi. Em về nhà là em mừng vậy hả? Chị lên nhà nha. Hi. Em ơi. Kaya. Ông bà cô chú em mẹ đang hâm sữa để cho em ăn. Đi về cái tự dưng nó tỉnh người luôn. Nó không có khóc hay gì hết luôn á. Giờ nó đang chơi đầu kia thì mẹ tranh thủ mẹ ăn cái miếng bánh mì cái đã, tại mẹ đói quá đi. Bánh mì, mua chè, với lại mua bánh tráng cuốn. Sáng hôm nay làm dậy đó rồi, chưa mẹ làm. Bây giờ là cho em ngủ. Rồi bây giờ mẹ sẽ nấu ăn trưa, ăn tối. Bánh tráng cuốn. Ngon quá. Em ơi, em bye ông bà cô chú này. Rồi mình đi ngủ này. Bye bye ông bà cô chú nhé. Nhé, bye bye. Bye bye. À đúng rồi, con giơ tay bye bye nhé.